Yo yo, hello nha, chào mọi người nha, chào quay trở lại với channel của mình là mình đây từ bá đạo đấy mọi người nha. Xin chào tất cả anh em game bảo bối điện thoại nha, là mình đây từ bá đạo đấy mọi người nha. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay. Trước khi vào video thì chúc anh em xem video vui vẻ và bắt đầu anh em qua sẽ để cho kênh một like như một subscriber để giúp channel phát triển nha, cảm ơn mọi người rất nhiều. Ok, tiếp tục rồi đến với series game bảo kho bối huyền thoại anh em. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái clip đó là hướng dẫn cách săn tướng SSS. À đâu, SSR các bạn đâu rồi, SSR. Và sẽ cùng nhau đi test một số bet anh em. Nói chung thì nó là cách hướng dẫn thì cũng chả đúng các bạn. Nói chung thì cũng gọi là chia sẻ với anh em về mẹo để mà có thể làm sao có tướng bet tướng SSR thôi anh em. Ok, đầu tiên thì đây mình sẽ điểm qua cho anh em xem số hình ảnh này, sau đó chúng ta quay trở về nói tiếp nha bạn nha. Tôi thì vừa mới tả tưa bên fanpage Facebook các kiểu anh em, thấy một số anh em săn được một số cháu tướng SSR khá là ngon các bạn. Trời ơi, thề không hiểu anh em nhân phẩm kiểu gì luôn này. À, uầy các bạn, rút một phát nó ra được ba cháu luôn anh em. CDB này, Zygora này, Gorun này. Uầy, thề ngon thật sự các bạn. Thế là thôi, tôi cũng quay lại, tôi muốn kiếm luôn các bạn. Ok, đầu tiên thì phải nói đến đó là làm sao để có thể nhận được tướng bet SSR anh em. SSR ở đây thì chúng ta chỉ có dùng cái phiếu quay đây anh em này. Đây. Ở cái phiếu quay đây các bạn, phiếu quay này thì khá là đặc biệt, các bạn không thể nào mua được anh em nhé. Su màu phẩm phẩm cực hiếm dùng để quay anh em. Vần ở các sự kiện yêu đái lục các thứ anh em này, của đại lục poker này anh em này, tình bạn tình báo cuối cùng, shop toàn server, mua quà trực tiếp, nạp nối liên tục và mua giới hạn anh em. Cái này nó rất là đặc biệt các bạn nhá. Ok, để làm sao sở hữu cái này thì hiện tại thì ở thời điểm hiện tại chỉ có hai hướng thôi anh em. Một là các bạn sẽ nạp, hai là anh em chỉ có nhận gift code thôi. Mà gift code thì cũng không có nhiều, anh em vẫn phải dựa nhân phẩm. Nên là cái việc ra doom ra hay không là phụ thuộc vào nhân phẩm của anh em. Nếu mà không ra thì các bạn nhảy server, nhưng mà cái việc nhảy server hiện tại thì lại không nhảy được anh em. À, bây giờ đa số bác nào mà hôm qua vào chơi được thì giờ chơi tiếp được, nếu anh em mới vào chơi là hầu như là không chơi được. Rất nhiều anh em nhắn tin bảo là quay anh ơi, sao anh vào được mà bọn em không vào được vậy. Mình nghĩ là mình có nhảy server mới thì không nhảy được các bạn nhá. Bên nào lý do vì sao, nhưng mà theo tôi nghĩ là chắc là game bây giờ vẫn đang còn nôi lag lắm anh em ạ. Đây, nói đầu tiên thì có thể nói là nạp các bạn ạ. Nạp thì có rất là nhiều là cách nạp anh em. Đó, nạp này VIP này. Ui, nạp này VIP mới ngon các bạn. Trời ơi, tôi thấy bên này VIP cũng được các bạn, tặng quà này. Đây, VIP 4 này. Mew này. Quay 3 cái này. Quay 6 cái nữa các bạn. Quay 99 kim cương anh em. Quay PRG Talia anh em này. Quay. Trời ơi, ở đây bên này thì full VIP là VIP 15 anh em nhá. Đây, full VIP là VIP 15 này. Đó. Nhìn đây, đặc quyền vô địch nữa cái gì. Mấy này à, cấp 11 mới mở. Ok. Đây, đầu tiên đây thì tôi đang còn hai cái code mới anh em. Hai code này tôi chưa lập anh em, biết là các bạn nhập chưa, nếu chưa thì cũng nên trùng nhập nhá. Đầu tiên là gói đền bù này, đền bù 02 này. Rồi, tiếp theo đền bù 06 anh em cũng như vậy luôn, bớt số 2 thì được. Rồi ok. Với quả đền bù đây anh em này thì các bạn sẽ nhận được 3 phiếu rút anh em nhá. Đó, rất là ngon luôn, 3 phiếu rút các bạn. Đó. Trời ơi, ngon chưa? Trời ơi, ngon gì mà ngon thế hả? Trời, ngon chưa các bạn? Đó, ngon chưa? Đấy. Thì sau khi có phiếu này rồi thì anh em về bắt đầu các bạn quánh nhân phẩm thôi. Còn đâu ra được tướng gì, ra được bet gì đó là phụ thuộc vào nhân phẩm của anh em. Nói chung là kiểu gì nó sẽ ra bet anh em ạ. À. Nhưng mà vấn đề là ra bet gì thôi. Nó có xác suất ra SSR các bạn nhá. Mà nó cũng chỉ còn đang đa số toàn ra SSR là nhiều các bạn. Đây này, là SSR. Ui. Pikachu anh em. Đúng cảm. Tiếp nào. Thôi cho một quả trứng. Nhìn thấy quả này là vẫn ấy rồi anh em. Ok. Nhân phẩm gọi tên nào. Thẻ ngoan giờ tôi quay 3-4 hạc rồi anh em, nhưng mà chưa được quả nào nhân phẩm gọi tên anh em. Ui. Oppa Confio anh em. Thẻ cháu này trông theo vậy có vẻ dễ kiếm à. Thẻ tôi chơi với đằng này rồi anh em. Thẻ hai hạc tôi quay ra Oppa Confio rồi anh em. Ngon thật sự các bạn. Đây, xong rồi các bạn đi qua đây sự kiện các bạn nhận quà tiếp này. Rồi. Đây. Thêm được một quay nữa các bạn. Ủa, cái bên này có một quả nó nát. Rồi. Thôi nào. Thôi nào, mèo cáo, cho quả bóng xịn nào. Cho quả bóng xịn đi. Trời ơi, vẫn là SSR thôi anh em. Tapupulu các bạn. Đèn thế nhờ, 4 lần quay mà không ra được cháu nào các bạn, cú thật sự. Ok, nhưng mà đấy. Thì nói chung thì anh em vẫn là nhân phẩm thôi. Bác nào nhân phẩm cao thì ra được, còn không thì đấy cũng chỉ có SSR chơi thôi anh em. Mà có SSR chơi cũng được. Đây tôi đang chơi Dai Khai này, theo tem này ngon rồi anh em, có cháu này nữa là về chơi được rồi các bạn.
Ó cháu này là về chơi luôn ngọn chứ ngắn ngầm gì nữa. Ó cháu này là về chơi luôn ngọn không ngắn ngầm gì đâu. Trời ơi. Đấy, chơi luôn, Hoppa Confield chơi luôn các bạn. Hoppa chơi đỉnh mà. Tôi vừa đấy tôi cũng chơi bên bên từ đường phố tôi vừa mới chơi đấy anh em. Về luôn, bên từ đường phố tôi vừa trải nghiệm được Raikoura cơ các bạn. Bên này thì hôm nay sẽ trải nghiệm Deck Rome các bạn nhá. Ok. Đằng sau nào. Sử dụng mát có màu xanh hả? Tôi xem lại nào. Cần hộp màu xanh lá cây các bạn. Rồi ok. Màu xanh lá cây. Rồi tăng sao nào. Đấy, tăng sao lên anh em. Tăng sao ngay cho cháu nó. Nói chung lại cần hộp màu tím à. Cú thế nhờ. Vào gần anh nghịch ngu rồi. Rồi kệ các bạn. Đây có DNC các kiểu nữa cũng được. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi trải nghiệm cháu Deck Rome SS nha các bạn nhá. SS chứ. Cùng nhau đi trải nghiệm nào, Deck Rome SS các bạn. Qua đây. Đại khai qua đây đánh nhau với Đại khai luôn các bạn. À, quên nó đây. Deck Rome Hoppa. Đại khai. Cháu này đi cũng ngon này anh em này, cháu DNC đi. Được, nói chung là cũng bánh cuốn đấy các bạn. Không biết anh em chơi thấy sao, cho tôi chơi từ hôm qua đến giờ tôi thấy cũng bánh cuốn các bạn. Dù rằng tôi chơi nhiều thời gian Sky, mấy cả hai game nó hơi lag nhưng mà thật sự tôi thấy rất bánh cuốn. Trong thời gian sắp tới tôi sẽ update rất là nhiều video này trên kênh đó. Anh em nào hứng thú thì quên vote like đăng ký nha. Đó theo channel để cập nhật những video mới nhất trên kênh luôn.
Rồi, uầy, thề hiệu ứng đẹp nhờ. Wow, cái quả hiệu ứng đẹp ghê các bạn. Tôi đang hóng bảo về sau mới có hốt bao bao anh em. Hốt bao bao với bên này nó mạnh cỡ nào các bạn. Rồi. Úi giời, tê liệt. Đội bạn anh em, ra đội bạn đây, rất luôn đội bạn anh em. Thôi xong. Bay màu cháo luôn. Cho DNC ra trận không sao anh em, cho DNC ra trận. Ra trận nào. Quả cầu. Đây anh em, búp máu này, DNC đi theo búp máu cũng ngon các bạn ạ. Trời, cháu DNC đi theo búp máu cũng ngon lắm nha. Đó, chứ không phải là không đâu bạn. DNC đi theo tôi đấy, búp máu cũng ngon này. Rồi, DNC đâu? À, đánh sau à, đánh được sau à, ok cũng được. Đây, đó, búp máu lên anh em. Đấy, ngon. Hỗ trợ được team các bạn. Ném đá coi. À quên, quên ulti bạn coi, cho nó có quả ulti đỉnh lắm các bạn, nó chụp phóng ra quả kim cương to đoành và cái làm tay cho nó đèo đội bạn. Trời ơi, hắc giá ma luôn ạ. Thôi xong. Trận này nghe mùi toang thế nhờ. Choáng. Ồ cũng được đấy các bạn. Vuốt rồng. Rồi. Đấy anh em, vuốt rồng. Úi giời 100k vôn. Úi giời Pikachu ulti. Cũng được nó anh em, cũng thốn đấy, cũng ra gì vào này nọ phết đấy. Rồi DNC đây anh em. Đây. Tinh hoa đất trời tập luyện. Đấy. Lụa con này về sau mới có dạng bá có tiến hóa mega không nhỉ anh em nhỉ? Thì ra xem luôn, tính ra xem hình ảnh các bạn. Xem về sau có DNC tiến hóa mega không ạ? Chung game này mới bây giờ mới anh em, từ từ nó cập nhật về sau còn nhiều bét lắm. Riêng gì Pokemon mình nói rồi rất là nhiều bét anh em. Ngày trước bên Poke đại chiến là bây giờ đến thời điểm mình cập nhật hình như là nên hơn 700 cháu rồi mà. Rồi gì về sau cũng đầy các bạn, cứ từ từ trải nghiệm. Hiện tại game hơi lag này mình cũng chưa muốn chơi trực tiếp hẳn các bạn. Mình đang mà đợi một thời gian nữa game nó bớt lag rồi thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ cày cuốc anh em. Hiện tại game nó lag quá chơi cũng không nổi anh em, thật sự luôn. Game nó lag quá mà, mấy anh em thấy vậy không? Tôi thấy game nó lag quá. Chứ giờ nếu mà chơi server cũ như này thì cũng không chơi được các bạn. À, đây về nhà các bạn, về nhà phát nào, về nhà. Để xem nào, dạng Mega có DNC không các bạn. Necroma chưa anh em, Mega cũng chưa có nhiều. Đây. Có Gudun, đây, có Kakuge thôi. Đây, một số cháu nữa anh em chứ chưa có cháu ấy anh em. Chưa có cháu DNC đây. Ok, nói chung thì video tôi cũng vuốt sơ thôi anh em. Clip thì chắc tạm thời xin phép kết thúc anh em tại đây. Hẹn gặp mọi người ở clip theo. Cảm ơn đã dõi theo video kênh Tiểu Tử Đường Phố rất nhiều. Giờ thì quên, kênh Tiểu Tử Bá Đạo rất nhiều. Giờ thì bye bye, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp mọi người ở clip theo nha. Bye bye.